PSG có thể khiến Barca ôm hận trong vụ Nico Williams. Kế hoạch chiêu mộ Nico Williams của Barca trong kỳ chuyển nhượng này đang gặp phải thách thức lớn. AS đưa tin, trong thương vụ Nico Williams, Barca đang vấp phải sự cạnh tranh từ Paris Saint-Germain PSG. Đội bóng đang tìm ngôi sao tấn công mới để thay Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid. PSG chưa đưa lời đề nghị chính thức nào cho Nico Williams, nhưng ghi Amstock thể thao Luis Campos đang chuẩn bị tiếp xúc với đại diện của Nico Williams. Ban đầu, ưu tiên của PSG là Victor Osimhen, nhưng quá trình đàm với Napoli hiện đã dừng lại. PSG không muốn trả mức phí cao hơn 100 triệu euro cho Osimhen. Trong khi đó, Napoli một mực yêu cầu con số 130 triệu euro. Osimhen đã xác nhận chia tay Napoli ở kỳ chuyển nhượng này. Cầu thủ người Nigeria không loại trừ khả năng chuyển sang bóng đá Saudi Arabia. So với Osimhen, mức giá của Nico Williams rẻ hơn rất nhiều. Hợp đồng của cầu thủ người xứ Basque với Athletic Bilbao có điều khoản phá vỡ 58 triệu euro. Catalonia giả dị O cho hay PSG hứa trả cho Nico Williams mức lương gấp đôi lời đề nghị từ Barca. Nico đang nhận khoảng 200.000 euro trên tuần tại Athletic Bilbao và Barca khó có thể trả nhiều hơn con số đó. Tuy nhiên, PSG sẵn sàng chi tiền hậu hĩnh cho nhà vô địch châu Âu. Đội bóng thủ đô nước Pháp vừa giải phóng được đáng kể quy lương sau khi Kylian Mbappe ra đi. Về mặt tài chính, PSG vượt trội Barca ở thời điểm hiện tại. Về phần Bilbao, đội bóng xứ Basque không sẵn sàng thương lượng với Barca bởi họ tin rằng số tiền 58 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng thấp hơn giá trị thật của Nico Williams. Đây cũng là lý do PSG sẵn sàng chi đậm về lương để thuyết phục Nico Williams. Hợp đồng của ngôi sao 22 tuổi với Bilbao còn thời hạn đến năm 2027. Theo quy định La Liga, bất kỳ câu lạc bộ nào muốn phá vỡ hợp đồng của Nico Williams sẽ phải trả ngay 58 triệu euro tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp cho Bilbao. Chỉ trong một lần thanh toán, con số 58 triệu euro sẽ không là vấn đề với PSG.